Đây là người cáo tiểu Phật Tô có giá trị vạn lượng hoàng kim, bộ tóc bạch kim, dáng vẻ tuyệt mỹ, hơn nữa còn là vật phẩm hiếm có trên thế giới. Vô số người đã bị hấp dẫn đến xem và mua, đến cả quốc sư đại nhân đi ngang qua cũng động lòng với hắn. Khi tất cả đang hét giá, quốc sư đại nhân xuất hiện, ta muốn người cá này. Một kẻ dị vực nói, lão tử thiếu gì tiền, ngươi là cái đếch gì mà cướp với ta. Sắc mặt cô tối lại, nhấc chân đá bay tên dị vực kia đi, sau đó đạp chân lên người hắn. Não của ngươi chỉ để chỗ cho bổn quốc sư đặt chân thôi, tính mạng hay đồ chơi, chọn một đi. Lúc này đám người đều bị khí thế này trấn trụ, lần lượt quỳ xuống hành lễ. Tên bán hàng này đã nhận ra quốc sư, khom eo cúi người, đúng là quốc sư thật, quốc sư nói tự ý nuôi dưỡng, giao dịch, bắt người cá đều là tội lớn, tụ tập mua bán phải xử lưu đày theo luật. Khiến tên bán hàng này vội lui về sau. Soạt một tiếng, quốc sư phá dây xích trên cổ tay người cá, bổn quốc sư sẽ đưa hắn về thẩm vấn. Lúc này người cá tối sầm mặt, ngã xuống người cô. Cô lấy người cáo, sau này ngươi chính là người của ta. Hóa ra người cá này có dung mạo cực kỳ giống sư phụ của Lâm Vi Tự. Cô từ nhỏ đã sống chung với sư phụ, nói sau này sẽ gả cho sư phụ. Sư phụ cũng đồng ý cho Lâm Vi Tự lớn. Nào ngờ tất cả đã tan vỡ. Sư phụ bị trọng thương không thể cứu chữa, rời bỏ Lâm Vi Tự mà đi khi cô chưa kịp trưởng thành. Từ đó về sau, cô luôn nhớ nhung về người, mỗi đêm đều mơ thấy sư phụ. Cậu nhóc này mồ côi, nên bị coi là đứa khắc mẹ, lúc nào cũng bị nhốt trong lồng. Phụ hoàng của anh tàn bạo bất nhân, bách tính khổ cực trăm bề, không được yên thân. Một ngày nọ, quốc sư đại nhân mang quân phá Nam Triều, mà cái lồng giam giữ cậu bé kia hơn 16 năm cũng đã bị phá bỏ. Từ đó trở đi, cậu thề rằng đời này kiếp này sẽ báo ơn cứu mạng của quốc sư. Nhưng vì là người cáo, cực kỳ hiếm gặp trên đời, sau khi vong quốc bị thương nhân bắt đem đi bán, cũng may quốc sư đại nhân cứu giúp, một lần nữa giúp anh thoát khỏi vận mệnh bi thảm, nhưng thể lực không cho phép, nên đã ngã vào lòng quốc sư đại nhân. Khi anh tỉnh lại, nhận ra mình đã ở phủ quốc sư, anh đột nhiên phát hiện mình đã được thay quần áo. Lúc này cửa bị đẩy ra, quốc sư đại nhân vào hỏi quần áo không vừa sao, ta tự thay cho ngươi đó. Phật Tô ngại ngùng che áo lại, quốc sư đại nhân lại đích thân thay cho mình. Sau đó gật đầu nói quần áo rất vừa, rồi lại nghi hoặc hỏi quốc sư, tại sao không khóa anh lại? Lâm Vi Tự khẽ nâng mặt anh lên nói, vì ngươi đâu phải nô lệ. Phật Tô thấy vậy liền ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy an ủi. Nhưng Lâm Vi Tự đã đẩy anh ngã. Sau một hồi giao lưu, Lâm Vi Tự đặt tay lên cổ Phật Tô, bổn quốc sư là người diệt Nam Chiêu, ngươi không hận ta sao? Dù gì ngươi cũng mang dòng máu hoàng tộc của Nam Chiêu. Phật Tô uất ức nói, Nam Chiêu đối với ta cũng chỉ là một nhà tù khổng lồ, có bị diệt cũng chẳng sao. Lâm Vi Tự cảm thấy kỳ lạ, cô buông tay ra nói, vậy thì ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi đó nhỉ? Phật Tô thấy thế, ngồi dậy nhẹ nhàng ôm mặt Lâm Vi Tự. Ngày đó may mắn quốc sư công phá Nam Chiêu, ta mới được giải thoát khỏi cái lồng đã nhốt ta suốt 16 năm. Kể từ hôm ấy, quốc sư đại nhân chính là ánh sáng của đời ta. Đang định nói quốc sư đại nhân, ta có thể hôn không? Ai ngờ vừa nói được một nửa, bên ngoài đã có âm thanh cắt ngang. Lâm Vi Tự thấy vậy bèn đẩy Phật Tô ra. Dục vọng vừa được đốt lên đã phải dập tắt. Hứa Bạch chạy đến báo, tiểu công tử lại gây chuyện cho mình, làm thái tử bị thương. Bệ hạ phẫn nộ nhốt công tử vào ngục rồi. Sớm hay muộn không gặp chuyện, sao cứ vào lúc ta đang hưng phấn mà làm? Lâm Vi Tự rất bực bội. Sau đó, hoàng đế nói với cô, nể mặt quốc sư nên mới không lấy tính mạng tiểu công tử, sau đó định hạ chỉ phạt. Lâm Vi Tự thấy thế, cầu xin bệ hạ hãy giao tiểu công tử cho mình, quay về sẽ quản giáo thật nghiêm. Ai ngờ hoàng đế không chịu, Lâm Vi Tự đi lên nói, vi thần lần này hạ gục Nam Chiêu, mở rộng lãnh thổ cho Đại Tần, chuyện của đệ đệ ta, bệ hạ không thể nể mặt sao? Vậy là muốn vi thần chạnh lòng sao? Lời này vừa ra, hoàng đế lập tức cứng họng, cái đồ khốn này lại uy hiếp ông ta. Thấy tình hình này, ông ta bèn đổi chủ đề, nói cô tuổi không còn trẻ, nên thành hôn thôi, và thúc giục cô thành hôn. Không ngờ Lâm Vi Tự đã sớm để tâm lên người em trai, uyển chuyển thoái thác ý tốt của hoàng đế. Hoàng đế nghe xong, thức thời nói cho Lâm Vi Tự đến đại lý tự, đưa Lâm Vi Tự như luyện về, quản giáo thật nghiêm. Khi cô trên đường quay về, thì gặp Lâm Thanh U. Lâm Thanh U thầm nghĩ, đừng để cô ta phát hiện, tiểu công tử và thái tử đánh nhau là do mình. Cố ý giả vờ khóc lóc đáng thương, nghẹn ngào lên tiếng, địa tỷ, tỷ đến để cười nhạo chúng ta sao? Sau đó ủy khuất nói người hãy mau đi đi, ta không mong ngài sẽ cứu tiểu công tử đâu. Lâm Vi Tự nhìn thấu dăm ba cái trò của Lâm Thanh U, bèn rút khăn tay ra, hỏi Lâm Thanh U có còn nhớ. Nhìn khăn tay kia, cô ta lập tức á khẩu, đây chẳng phải chiếc khăn tay cô ta cố tình làm rơi cho thái tử nhặt sao? Sao lại ở trong tay cô ta? Lâm Vi Tự bắt đầu nói rõ, chắc là ngươi quyến rũ thái tử, để cho Lâm Như Luyện ngu đần nhìn thấy, tưởng thái tử đang khinh bạc ngươi nên mới đánh thái tử chứ gì. Cô vỗ vai Lâm Thanh U nói, dăm ba cái trò diễn tuồng đó của ngươi ta lúc nào cũng cho qua không chấp, nhưng không có nghĩa là ta có kiên nhẫn để xem. Nếu muội muội còn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, đại tỷ đây không ngại sự đẹp ngươi đâu. Thấy tình thế bất ổn, cô ta lập tức quỳ sụp xuống đất,
Quốc sư đại nhân, ta sai rồi, là ta và thái tử đã tranh chấp với nhau, tiểu công tử bảo vệ ta nên mới ra tay. Lúc này, người vây xem, bắt đầu thì lầm, hóa ra là Lâm Thiên Tư gây sự, vậy mà còn có mặt chuỗi trách quốc sư đại nhân. Lâm vì tự cứu đệ đệ ra khỏi nhà lao, nên đích thân đi tìm hoàng đế. Hóa ra kẻ hãm hại đệ đệ, chính là muội muội Lâm Thanh U của cô. Lâm vì tự cảnh cáo cô ta, nếu còn có lần sau, chờ thân bại danh liệt đi, cũng lấy luôn chỉ dụ của hoàng đế. Ai ngờ Lâm Như Luyện vừa được thả, thà bị nhốt lại trong lao, còn hơn về phủ quốc sư. Nguyên nhân là bản thân gây chuyện, sẽ bị nhốt trong phòng tối, và còn bị bỏ đói. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà với Lâm Vi Tự, lủi thủi sợ hãi đi theo sau lưng tỷ tỷ, về đến phủ quốc sư. Sáng sớm hôm sau, Phật Tô phục thị bên người Lâm Vi Tự như bình thường, nghe cô sai bảo. Cô hỏi Phật Tô, mẫu phi ngươi có bao giờ nói, ngươi có người thân gì không? Phật Tô nói không có, tưởng rằng Phật Tô trông giống sư tôn, là có nguyên do. Nào ngờ cô chỉ nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp thôi. Sau đó hỏi anh có biết làm bánh đường không? Ai ngờ Phật Tô ngẩn ra tại chỗ. Lâm Vi Tự thấy vậy thì nói, bổn quốc sư lệnh cho ngươi, bây giờ đi làm một phần bánh đường cho ta. Một lát sau, Phật Tô bưng bánh đường lên. Lâm Vi Tự nhìn bánh đường trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi biết làm thật ư? Anh bón cho cô ăn, để cô thử mùi vị. Lâm Vi Tự khẽ cắn một miếng, đúng là rất ngọt, có mấy phần giống của sư phụ. Nhìn miệng Lâm Vi Tự còn dính đường, Phật Tô không khỏi đi lên lau cho cô. Lâm Vi Tự nói, Phật Tô, ngươi có biết ta đang coi ngươi là nam sủng không? Anh khẽ sờ mặt cô nói, đại nhân muốn ta làm nam sủng sao? Nhưng khi đang thân mật, đệ đệ Lâm Như Luyện lại bắt quả tang, sau đó chất vấn tỷ tỷ, a tỷ, tỷ nuôi tiểu bạch kiểm này từ bao giờ vậy? Đạm Mặc Ca có biết không?